Xin chào toàn thể anh em, hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2023. Cửa hàng Lột Máy Cưa chúng em lại xin giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích đến từ hàng Nhật bãi nội địa anh em nha. Đấy, và lô ngày hôm nay là cửa hàng chúng em đánh dấu là lô chữ B anh em nha. Từ B1 cho tới B8. Đấy, và trước khi mà vào cái chi tiết thì em sẽ nói sơ qua là hình thức đặt hàng của bên em nhé. Là đặt hàng của cửa hàng chúng em thì sẽ không cần anh em phải cọc cạch gì trước cả. Anh em ưng con nào chỉ cần báo cho em, gọi điện cho số điện thoại của cửa hàng chúng em là 0354392929. Đấy, số đấy thì em đã để trên màn hình rồi nhá. Anh em chỉ cần đọc cho em là anh muốn chốt con B1 chẳng hạn này, hoặc là con B2 chẳng hạn, hoặc con B3 chẳng hạn này. Đấy, cho tới con B8 kìa. Đấy, anh em ưng con nào chỉ cần đọc cho em cái mã như thế thôi và để lại cho em thông tin, địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Sẽ đóng hàng gửi đến tận nhà cho anh em, hàng tới anh em được kiểm tra. Nhận hàng thanh toán anh em nhá, chỉ cần đưa tiền cho bưu điện cho người giao hàng là được, không cần phải cọc cạch gì anh em nha. Và nếu mà anh em nào mà chưa biết cách vận hành cũng như là chưa biết cách sử dụng một cái máy ấy, đấy mà anh em chưa xài lần nào nhá, thì khi anh em nhận được hàng ấy, thì nếu mà anh chưa biết cách sử dụng thì anh em vui lòng gọi trực tiếp video ở bên Zalo cho cửa hàng chúng em, thì em sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách vận hành cũng như là sử dụng của cây máy đấy, để cho đảm bảo cho anh em nhất có thể anh em nhá. Nếu mà anh em là không có sử dụng Zalo thì anh em có thể nhờ cái người giao hàng cho anh em là vui lòng kết nối Zalo cho cửa hàng chúng em, thì người ta sẽ kết nối cho dùng cho anh em nhé. Đấy, rất là đơn giản đúng không anh em? Đây, và trong video này em sẽ đã báo giá công khai hết rồi. Đây, báo giá công khai hết rồi anh em nha. Đây, có cái tờ giấy mà dán lên từng cái tay cầm chỗ cây máy này anh em. Đấy, em đã ghi giá hết ở trên này rồi nhá. Con này 1,6 triệu này, con này 1,8 triệu này, con này 2,2 triệu này. Tí em sẽ nói rõ cho anh em là con máy đó tại sao mà nó có giá khác nhau như thế. Và giá này thì đã bao gồm cho anh em là đầy đủ phí vận chuyển rồi, là tặng kèm cho anh em là một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh, và bao ship với tận nhà cho anh em nha. Chỉ đúng giá tiền ở quay ở trên video thôi. Rồi, đầu tiên là con B1. Rồi, anh em đã hiểu hình thức đặt hàng chưa? Rồi, con B1 anh em nha. Con này nó là dòng Echo Kyoris 302. Hàng này hàng quá ok luôn anh em nha. Tuyển chọn luôn nha. Tem mác hầu như còn chuẩn chỉ nguyên này. Echo B là 2 Tokyo Japan này. Hàng này là hàng của Nhật nha anh em nhá. Công suất của con này nó là 30cc và nòng của nó là 37mm, giá 1,6 triệu thôi, quá là rẻ đúng không anh em. Con này đặc biệt này, theo máy là cây lam Latin luôn nha. Cây lam Latin và xích thì em đã cho anh em sợi xích mới vào đây rồi. Còn độ dài cây lam thì em sẽ đây có cái cây thước ở đây, em sẽ đo chi tiết cho anh em luôn. Đấy. Đấy. Con này phần mặt cắt của nó là 35cm anh em nhé. Còn tổng thể độ dài cây lam là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Đây, con này là hai ốc chân lam nha. Bạn trực tiếp vào khóa 10 này. Đấy, Echo Kyoris xích. Riêng cái bộ lam xích này của nó này anh em, riêng cái bộ lam xích này của nó nhé, nếu mà để mà cửa hàng chúng em bán ngoài ấy, thì nó phải tầm vào giá gần 600-700 ngàn này anh em nhé. Đấy, xích mới này, lam đầu Latin này, còn khá dày dặn và đẹp luôn anh em nha. Lam này làm thép, làm đúc nguyên zin của nó đấy ạ. Xích thì đã thay xích mới vào cho anh em rồi nhá. Sợi xích này bây giờ trị giá là hơn 200 ngàn. Đấy, anh em nhìn thấy ok chưa? Rồi, bên trong của nó đây, 1,6 triệu. Con này thì phù hợp cho anh em về sử dụng gia đình nha. Cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại. Anh em cầm đi làm vườn, làm rẫy, cắt củi đồ linh tinh đấy ạ. Đây, lọc gió này, đầy đủ hết nha. Máy móc nguyên zin nguyên bản 100%, chưa bung chạm máy móc gì cả. Hàng giá thì cực kỳ hạt rẻ nhưng mà máy móc thì vẫn đảm bảo chất lượng cho anh em. Đấy, chứ không phải là máy rẻ hay là máy xấu đâu ạ. Thôi, ra test nổi cho anh em nghe qua nha. Về nhu cầu sử dụng ít thì có thể đặt cái con này về xài nha anh em nhé. Nồi đồng cối đá luôn anh em, về sử dụng thì đảm bảo chất lượng luôn. Cái bộ lam xích của nó thì xài cực kỳ ngon rồi anh em nha. Giá 1,6 triệu bao ship với tận nhà cho anh em. Rồi qua con B2, con này là dòng cưa để cho anh em chuyên leo trèo trên cao này, hoặc là cắt cành tỉa nhánh, cắt những đường cây, cành cây, nhánh cây ở trên cao, hoặc là anh em cần một chiếc máy cưa xích cực kỳ nhỏ gọn, nhẹ nhàng, thì con này là dòng cực kỳ nhẹ nhàng luôn anh em nhé. Nhẹ như lông hồng luôn anh em. Đấy, con này thì quá nhẹ luôn, 1,8 triệu.
Con này là dòng Komatsu Zenowatt G310 thì thương hiệu số 1 tại Nhật Bản rồi anh em nha. Đấy, có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Con này thì công suất của nó là 31cc. Đường kính xe piston của này là 38mm, lam của nó là 35cm phần, mặt cắt còn lại là 30. Xích là sử dụng xích mini, bán trên thị trường cực kỳ nhiều, anh em không phải lo. Xích này còn cực kỳ dày dặn nha, xích này còn cực kỳ dày dặn này. Lam chưa hề có biểu hiện tòe đầu hay là móc véo gì cả. Đấy, quá ngon rồi nha. 1.800.000 bao ship tận nhà cho anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không? G310 này anh em, có dòng này là dòng thương hiệu Tây Cụt. Đấy, dòng này là nó thiên về bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu anh em nha. Anh em nào mà cầm một chiếc máy cưa bền bỉ tiết kiệm nhiên liệu, phụ tùng thay thế dễ dàng thì con này quá là phù hợp luôn anh em. Rồi ra test thử cho anh em nghe con này. B2 giá 1.800.000, thương hiệu Komatsu Zenowatt. Rồi qua con B3 là một con máy cưa đến thương hiệu Makita mới A333. Thương hiệu này nó là thương hiệu công chúng rồi. Makita cực kỳ nổi tiếng rồi anh em. Anh em có lẽ là cả cái nước Việt Nam này, những cái dụng cụ tay cầm như có máy khoa, máy hàn, máy cắt đồ linh tinh nha, thì cái thương hiệu Makita này nó quá là nổi tiếng đúng không anh em, hầu như ai cũng biết rồi. Thì hôm nay lên sóng cho anh em một con Makita, hàng cũng là quốc dân luôn, rất là nhiều anh em thích xài dòng này. Con này tích hợp chủ giật trợ lực luôn anh em nha. Đấy, cái chụp giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng luôn, nhạy nổ MA333. Con này công suất 33cc, máy móc đẹp, vip, sáng. Đấy, 33cc, nòng 38mm. Con này về cho phù hợp cho anh em cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đủ lại. Lam còn chữ Makita luôn anh em nhà, lam còn chữ Makita luôn đấy ạ. Đấy, con này thì hàng đẹp luôn, lam còn chữ nguyên anh em nhé. Lam 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Đấy, thắng xích khóa xích có sử dụng đầy đủ hết cho anh em nha. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ hết cho anh em này. Đấy, tình trạng con này máy móc đẹp 80-90% cho anh em luôn. Xích thì con này thì còn ngon nha anh em nha. Xích thì còn dày này, anh em thấy không? Xích này nó là sử dụng xích chung 91, xích trùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Đấy, mua bán quá là dễ dàng luôn anh em, không cần phải lan tan gì. Hình thức thì con này thì quá vip, quá đẹp luôn anh em. Hàng này là dòng hệ đề cao nên là phụ tùng thay thế rất là nhiều anh em nha. Và dòng này rất là ưa chuộng tại Việt Nam, anh em tin tưởng dòng này quá nhiều luôn anh em. Hình như hầu như là em nhập về, em lên sóng con nào thì đều bán được con đấy anh em nhá. Rất là ngon. Nổ cực kỳ ngon luôn anh em, dây giật. Nó là chụp giật trợ lực, anh em kéo rất nhẹ nhàng này. Kéo cực kỳ nhẹ. Phụ nữ cũng có thể kéo mà sử dụng được luôn đấy anh em. Con này thì không có nặng nhọc gì anh em nhà. Về cho anh em cắt những khung gỗ đường kính khoảng tầm 20-25cm đổ lại, về làm sử dụng gia đình nhá, cầm đi làm vườn làm rẫy. Đấy, dòng cưa tay dài. Vâng, và nếu mà anh em nào mà lại thích thương hiệu Makita tiếp đây, anh em là không chốt được con B3 thì có thể chốt con B4, cũng là thương hiệu Makita luôn anh em nhà. Nhưng mà con này Makita là hệ nòng đứng. Đấy, hệ nòng đứng anh em nha. Con này là hệ nòng đứng này. Đấy, cái nòng của nó là nó nằm ở bên trên này. Cái nằm bên nòng đứng này thì cái vòng tua của nó sẽ cao hơn con nòng nằm anh em nhá. Như con B3 là con nòng nằm, còn con B4 nó là con nòng đứng. Makita này có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Ốp lam tăng chỉnh xích nhanh này anh em. Cái ốp lam này đến nó xài cực kỳ ngon luôn anh em nhá, và độ bền của nó rất là cao. Đấy, anh em xài thì không bao giờ lăn tăn là sợ hỏng cái bộ ốp lam này đâu. Đây, cái này là cái tăng chỉnh xích này, anh em vặn vào là tăng xích lên, vặn ra là giảm xích đi. Đấy, chữ Makita còn nguyên nha, sử dụng xích chung 91, xích vẫn còn dày dặn và to bản này anh em, anh nhìn thấy không? Xích Oregon luôn anh em nhá, còn chữ Oregon này. Đấy, lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm, công suất cũng 34cc, nòng của nó là 38mm, có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này, 2.400.000, con này còn núm bơm xăng phụ nha. Đấy, và em hướng dẫn cho anh em riêng cái con B4 này thì nó khác ở những mọi con máy nhá. Thường thường những mọi con máy khác ấy thì sẽ gạt lên đây sẽ là tắt đúng không anh em. Đấy, nhưng mà riêng con này thì gạt xuống đất này thì nó mới tắt nha anh em nhá. Gạt xuống đất là tắt. Đấy, gạt xuống đất là tắt, còn gạt lên bên này là đóng e này, gạt lên bên trên là đóng e. Đó, gạt nước giữa là nổ, còn những mọi con khác ấy thì sẽ gạt lên là tắt, gạt nước giữa là nổ bình thường, gạt xuống là đóng e.
Còn con này thì nó ngược lại anh em nhá, gạt lên là đóng nghe, gạt nấc giữa là nổ, còn gạt cuối cùng là tát anh em nhá. Đấy anh em chú ý giúp cả hai chú nghe. Còn nếu mà anh em chưa biết cách sử dụng của cây máy này thì anh em đặt được hàng nhá, thì anh em gọi trực tiếp video cho cả chúng em, sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách sử dụng và giật nổ cây máy. Đấy, hàng tới anh em cứ gọi video cho cả chúng em thì em sẽ hướng dẫn cho anh em. Gạt xuống dưới đất thì nó sẽ tát nha. Gạt xuống dưới đất là nó tát này. 2.400.000 con này thì phù hợp cho anh em cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 cm đổ lại. Hàng máy cưa hệ nòng đứng vòng tua cao. Rồi qua con B5. B5 là một con máy cưa Echo Kyoris CS3411. Dòng này quá đẹp luôn anh em, tích hợp chụp giật trợ lực này, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Hàng này mình trả máy đẹp 90% luôn anh em nhé. Đây, nhìn phần cây lam này anh em nhìn không? Lam con này khá dài nha, 45 cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Kyoris sử dụng là xài xích mini, anh em nhìn thấy không? Xích còn cực kỳ dày dặn nha, và mua bán rất là dễ dàng. Và dòng này phụ tùng rất là nhiều anh em nhá. Dòng này là hệ đời mới, hệ đời cao. Con này công suất của nó là 34cc, nòng 38mm, 2.700.000. Lam này quá đẹp luôn anh em nhá. Anh em nhìn thấy không? CS3411, 2.700.000. Con này có núm mâm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Háo chân lam vặn trực tiếp vào khóa 13 này. Anh em thì chắc chắn nhá. Con này thì về phù hợp cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại. Rồi giật test nổ cho anh em nghe con này. Chụp giật trợ lực anh em nhá, hệ chụp giật trợ lực. Đây, cái hệ dây giật này anh em nhìn, dây giật này còn trắng phau nguyên anh em nhá. Con này về cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 25 đến 30 cm đổ lại nha. Đó, 2.700.000 cho con Kyoris này. Vâng, và nếu mà anh em nào mà thích dòng Kyoris tiếp thì hôm nay lại lên cho anh em con V3201. Máy móc cũng quá đẹp luôn anh em, hai con B6 và con B5, hai con máy móc cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. CS này, CSV3201. Con này nòng của nó là cũng là 38mm, công suất của con này nó là 34cc, 2.700.000. Lam của nó là 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35cm. Sử dụng là xài xích chung 91, xích dùng chung với sản phẩm của máy cơ điện. Xích này còn cực kỳ dày nha, nhằm nhìn thấy không? Lam mặt cắt là 35 nha, còn tổng thể độ dài là 40. Thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ hết cho anh nha. Đấy, hàng đẹp nha, cả hai chúng em thì chuyên sưu tầm những hàng đẹp thôi. Rồi có núm mâm xăng phụ đầy đủ này, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp vào khóa 10 này anh em, có xả áp ở đây cho anh em nhé, có xả áp giúp cho anh em giật nổ cây máy nhẹ nhàng. Đấy, anh em muốn nhẹ nhàng thì anh em bật cái ấn cái vào cái xả áp này, ấn vào cái à, giật rất là nhẹ rồi anh em nhá, như này bắt một nổ thôi. Đấy, quá ngon luôn nha. Ấn lại phát nữa này, ấn vào cái xả áp giật này. Đấy, không? Rất là ngon lành nha. Đấy, nổ cực kỳ ngon luôn anh em nhé. Thương hiệu Echo Kyoris, dòng này là thương hiệu số 1 tại Nhật Bản luôn rồi. Phụ tùng thay thế dễ dàng. Và anh em nào mà đã theo dõi kênh của cửa hàng chúng em ấy ạ, thì lên sóng lô máy cưa xích nào cũng đều có thương hiệu này hết anh em nhé. Đấy, thương hiệu này nó là thương hiệu quốc dân nổi tiếng. Vâng, và qua con B7 là một con máy cưa Shindaiwa 380. Dòng này nó là dòng cho anh em về khai thác keo, khai thác tràm anh em nha. Về khai thác chuyên nghiệp, một ngày làm 8 đến 10 tiếng liên tục được luôn anh em nhá. Con này giá 3 triệu đồng, bao ship đến tận nhà cho anh em. Con này công suất khỏe nhá. Vòng tua cao, vòng tua con này là vòng tua mở. Đấy, sử dụng hai bạc, vòng tua mở. Con này nó là công suất 38cc, nòng của nó là 40mm. Đặc biệt lốc hợp kim nhôm luôn anh em. Lốc hợp kim nhôm luôn anh em nha. Đấy, nên là cái độ chịu nhiệt của nó thì rất là tốt anh em, về sử dụng liên tục 8 đến 10 tiếng liên tục ấy à, thì cái cây máy nó cực kỳ nóng.
thì nó phải sử dụng cái lốc hợp kim nhôm như thế này thì nó mới giúp cho anh em cái độ chịu nhiệt của nó tốt. Chứ nếu mà bằng cái lốc nhựa ấy ạ, những con máy giá rẻ thì nó sẽ là bằng lốc nhựa nhé, thì anh em về sử dụng 8 đến 10 tiếng liên tục cháy lốc ngay. Đấy, phải cái lốc hợp kim nhôm như thế này thì mới sử dụng được. Anh em nào về sử dụng chuyên nghiệp thì nên lấy con như thế này nhé. Xin đây qua 380 xin thương hiệu này thì có lẽ là các bác ở miền Tây có lẽ là không xa lạ về thương hiệu này nữa rồi. Thương hiệu miền Tây các bác sử dụng con này rất là nhiều, thương hiệu xin đây qua. Con này hao chân lam nha, hao chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này. Xích con này là sử dụng là xài xích 325. Xích 325 nha, lam của con này nó là phần mặt cắt là còn lại là 35 cm, còn tổng thể độ dài là 40 cm anh em nhá. Con này thì về khai thác tầm trung, khai thác chuyên nghiệp, cắt những khu gỗ đường kính khoảng tầm 30 đến 40 cm độc lại nha. Đây cho anh em nghe cái tiếng nổ con này nha, vòng tua của nó rất là khỏe luôn này. Đấy, nghe cái tiếng nổ của con này nó rất là đanh luôn anh em nhá. Đanh cực kỳ là đanh luôn. Rồi cuối cùng là con B8 là một con máy cưa Humana 440, dòng này cho anh em về khai thác tầm trung tiếp luôn nha. Con này nó là dòng của nó là dòng Humana của Thụy Điển đấy anh em, 440. Con này thì công suất của con này nó là 40,9cc là 41cc rồi anh em nha. Cân nặng đầu máy không là 4,4kg, 3.600.000. Đây. Làm 45cm, phần mặt cắt còn lại là 40. Xích là sử dụng xích 325, xích trực chung với sản phẩm của những cái máy mà cưa Hu 353 linh tinh đấy anh em. Đấy, thằng xích khóa xích sử dụng đầy đủ này. Đấy, Hu 440 con này sản xuất đề cao nha, 2014 anh em nha. Máy móc hàng như thiếu cái thùng luôn anh em. Đấy, anh em nhìn thấy không? Có núm bơm xăng phụ đầy đủ này, dòng này là dòng hệ đề cao. Anh thấy không? Úp lam là úp lam hợp kim nhôm luôn nha, úp lam là úp lam nhôm luôn nha. Đấy, tăng giảm trực tiếp trên phần ở trên này luôn. Cái này là tăng giảm lam xích nhanh này. Đó, rất là tiện lợi và rất là dễ dàng. Đây, le của nó là le tự động nha. Đây là đóng le nha. Bóp vào nảy le này. Chụp giật là chụp giật trợ lực lò xo. Đây, giật này cho anh em nghe. Phân xăng lên chứ. Kéo nhẹ cái nổ nha. Đây, kéo này. Chưa kịp kéo luôn anh em ạ. Hàng cực kỳ ngon luôn anh em nha. 3.600.000 bao ship với tận nhà cho anh em. Vâng, anh em nào ưng một trong 8 con cưa xích này thì hãy liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng. Số điện thoại là 0354392929, số đó em có sử dụng Zalo luôn nha. Số điện thoại em đã để dưới màn hình rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ cho cả chúng em. Xin chào toàn thể anh em.